Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lập trình cho chú robot rover của chúng ta có thể đi trên cái đường màu đen trên cái bản đồ mà đi theo kèm sản phẩm. Trong mỗi một cái hộp sản phẩm của robot rover thì bạn sẽ thấy cái bản đồ màu la như thế này, và chúng ta sẽ lập trình cho con robot đi theo được đúng cái đường màu đen như thế này. Đây chúng ta sẽ xem coi con robot nó sẽ di chuyển như thế nào. Yêu cầu của chúng ta là con robot di chuyển chính xác. Chúng ta cùng xem cái mục tiêu cuối cùng của bài học này là chúng ta sẽ làm cho con robot nó di chuyển theo cái đường đen trên cái bản đồ này nhé. Ta sẽ thấy chú robot di chuyển theo đường màu đen trên bản đồ này. Chúng ta thấy chú robot di chuyển rất chính xác và không bị trượt ra ngoài cái đường vẽ màu đen. Đây cũng sẽ là một thử thách rất là thú vị cho bạn.